Vương Hương thân mến, chào quý vị cho buổi nhạc ngày hôm nay. Bắt đầu khi chúng ta đã qua mùa Giáng sinh, mùa đông rồi thì bắt đầu bằng bài hát Tình tự mùa xuân, mở đầu cho chương trình xuân. Vương Hương mến tặng cho tất cả quý vị đã thương yêu và yêu mến chương trình của chúng tôi.